rồi hả anh? Sườn thơm ngon quá vợ ơi. Bí quyết mới đó anh. Giới thiệu dầu hào tỏi ớt Jinsu mới, được chiết xuất từ hào tươi, lại có thêm tỏi ớt nồng thơm, giúp món ướp, nướng, kho thấm mềm, cho món xào dậy mùi thơm. Ngon quá. Từ nay nhà mình đổi sang dùng dầu hào tỏi ớt Jinsu mới. Dầu hào tỏi ớt Jinsu mới, ướp hay xào món nào cũng ngon. Jinsu Foods.